Hà Minh Viễn đi, Park Sang-yu đột nhiên đến hồi sinh đường. Tôi là bác sĩ của Hàn. Park Sang-yu, chủ tịch hội y học Hàn Quốc. Anh chắc là Hà tiên sinh đúng không? Park Sang-yu tự tin đứng một cách tự nhiên đối diện với tôi. Ừ, tôi chính là Hạ Gia Vinh. Xin hỏi ông có bệnh không? Park Sang-yu không để ý đến tôi mà nói tiếp. Tôi bắt đầu học y học từ khi tôi 3 tuổi. Thầy của tôi là người kế tục duy nhất của 9 vị vô sư thời nhà Tống. Ông lão, ông đến để chữa vô sinh hiếm muộn hay là mụn trứng cá? Tôi đã phối hợp với công thức tiên thánh đồng nhân của tổ tông. Tôi đã luyện tập phương pháp châm cứu tổ tiên hàng nghìn lần. Cho nên thế gian này không còn ai vượt qua được kỹ thuật châm cứu của tôi. Ông bị bệnh rất nặng, dường như ông đã có triệu chứng hoang tưởng. Tôi điềm tĩnh nói. Mặt Park Sang-yu biến đổi nhẹ. Hậu duệ của chúng tôi dường như có tài năng hơn hậu duệ của Hoa Hạ. Kỹ thuật châm cứu đến tay các cậu, quả là mất danh dự của tổ tiên. Châm cứu này là biểu tượng quốc gia của chúng tôi. Tôi có thể châm cứu cho ông, chắc chắn có thể chữa khỏi chứng hoang tưởng của ông. Hà Gia Vinh, thời gian đến cuộc thi giao lưu y học Trung Hàn 9 giờ sáng mai còn khoảng hơn 10 giờ. Cậu nên xem xét kỹ liệu cậu có nên từ bỏ không. Park Sang-yu nói xong thì quay lưng đi. Dường như câu trả lời của tôi đã khiến anh tức giận không nhẹ. Hà tiên sinh, anh có biết, thực ra anh đến hay không cũng vậy. Lúc này Park Sang-yu nhắm mắt lại một chút, cười tự tin nói. Tôi không để ý tới ông ta mà nói với Hà Minh Viễn. Có thể bắt đầu rồi, bộ trưởng. Tôi tuyên bố cuộc thi giao lưu giữa Trung Hàn bắt đầu từ bây giờ. Đợi một tí, tôi có điều muốn nói. Nếu chỉ so sánh cao thấp giữa Trung Hàn, hoàn toàn không xứng đáng với sự chờ đợi của khán giả và sự quan tâm từ cộng đồng quốc tế. Anh nghĩ thế nào? Vậy ý ông Bắc là? Tôi nghĩ chúng tôi sẽ thêm vào một số cực cá nhân, làm cho cuộc thi lần này trở nên hấp dẫn hơn. Cực thêm cái gì? Điều kiện của tôi là nếu cậu thua, cậu sẽ phải đứng trước mọi người và phát trực tiếp bài tôi làm sư và tự nguyện từ bỏ quốc tịch Hoa Hạ, gia nhập quốc tịch nước tôi. Tôi có chút bất ngờ, không ngờ Park Sang-yu lại đưa ra điều kiện độc ác như vậy. Ông Park này, điều kiện của ông hơi khắt khe phải không? Bộ trưởng Hạo, sao vậy? Ông sợ rằng Hoa Hạ của ông sẽ thua à? Park Sang-yu vẫn tiếp tục châm biếm. Dù thua đi chăng nữa, trở thành đệ tử của tôi cũng là danh dự của cậu ấy. Nếu sợ thì các người bây giờ đầu hàng đi. Điều kiện này coi như tôi chưa nói. Nói xong lời này, toàn bộ đại sảnh lại trở nên náo loạn. Được, tôi đồng ý, nhưng ông Park, nếu ông thua thì sao? Lúc này tôi cũng cười mỉm nhìn ông ta. Cậu hãy nói đi. Park Sang-yu tự tin nói. Được, ông đã đưa ra hai yêu cầu, vậy thì tôi cũng đưa ra hai yêu cầu. Điều đầu tiên, tôi muốn ông trả lại thiên thánh đồng nhân của quốc gia chúng tôi. Thứ hai, tôi muốn ông trước truyền thông thế giới thừa nhận sách đông y bảo vệ sức khỏe của ông là bản sao của sách trung y của chúng tôi, và đại diện cho quốc gia của ông công khai xin lỗi về những lời lẽ bồi nhọ đất nước chúng tôi. Tôi bình tĩnh nói mạnh mẽ và kiên định. Hạo Ninh Viễn đặt ánh mắt nghiêng ngó vào tôi, như là từ đôi mắt của tôi anh ta cảm nhận được sự tự tin tràn đầy, không thể nhịn được đứng thẳng hơn. Park Sang-yu lúc này đột nhiên mặt đỏ bừng. Hà Gia Vinh quả thực quá độc ác, chẳng khác nào là muốn đánh vào mặt nước tôi. Park Sang-yu mặt tái mét mà không nói gì. Lần này đến tôi tỏ ra bình tĩnh và không màng. Sao nào, ông Park không chơi nổi à? Tôi đồng ý. Bác sĩ Park, phía sau là Bộ trưởng Bộ Y tế Hàn, hơi lo lắng kêu ông ta. Không sao, tôi chắc chắn sẽ thắng. Park Sang-yu vẫn tràn đầy tự tin nói. Được, mức cực hai bên đã thỏa thuận. Lần này, cuộc thi sẽ trở nên thú vị hơn. Tiếp theo, tôi tuyên bố cuộc thi giao lưu y học Trung Hàn chính thức khai mạc. Có một tin không hay cho mọi người. Vừa mới có một người theo tôi đột ngột qua đời. Em rằng cuộc thi hôm nay có lẽ lại hoãn lại. Lucy hoàng tử, xin hãy đưa cậu ấy lên, có thể tôi có cách cứu cậu ấy. Hoàng tử Lucy ngạc nhiên, anh chưa từng thấy một người bị cho là đã chết có thể sống lại. Lời ông nói là thật. Lúc này, một người được đưa lên. Park Sang-yu bước tới chỉ nhìn một cái, liền lắc đầu. Tim của ông ấy đã ngừng đập, tắc nghẽn não không cứu được. Lúc này tôi nhíu mày, ngay lập tức bước về phía trước, muốn bắt mạch cho ông lão, nhưng Park Sang-yu đứng chắn trước mặt, ra vẻ cao nhân và trầm tĩnh nói, anh muốn làm gì? Tôi đã nói rồi, ông lão đã ngừng thở, không cần phải làm gì thêm. Tránh ra, ông không thể chữa không có nghĩa là người khác không thể. Có lẽ tôi có thể chữa cho ông ấy. Không thể nào, ông ấy đã ngừng thở rồi. Tiểu tử, cậu quá tự phụ rồi. Cậu đừng có làm trò cười. Park Sang-yu ngay lập tức trầm mặc, dường như rất tức giận. Hà tiên sinh, ông lão này thực sự đã ngừng hô hấp. Bác sĩ đồng hành của tôi đã tuyên bố ông ấy đã chết. Tôi biết ông ấy đã chết, nhưng tôi muốn thử một lần. Trung y của chúng tôi không bao giờ từ bỏ bất kỳ bệnh nhân nào. Dô, nếu anh tự tin đến như vậy, vậy thì chúng ta cùng lấy kết quả của trận này. Nếu cậu chữa được cho ông ấy, cậu thắng. Nếu cậu không chữa được ông ấy, thì cậu thua. Tôi có đôi chút do dự. Mặc dù tôi biết ông lão còn cách, nhưng suy cho cùng việc này rủi ro quá lớn. Và tình hình của ông lão, tôi cần sử dụng một trong bốn cổ thuật. Hồn quy môn, sao nào sợ rồi? Nếu sợ thì hãy cút đi. Sau này đừng lấy những thứ của trung y đó để khoác lác nữa. Lúc này, Park Sang-yu ra vẻ khinh thường. Được, tôi cược với ông. Tôi không thể không đồng ý. Tôi không muốn nhìn thấy ông lão chết trước mắt mình.
Sau đó, tôi bước nhanh đến phía ông lão, đặt tay lên cổ ông ấy để kiểm tra. Sau đó, tôi tiến hành bắt mạch. Mọi người đã nghe thấy những gì cậu ta nói, các vị là nhân chứng. Nếu cậu ta không thể chữa cho ông lão này, vậy thì người chiến thắng trong cuộc thi này là y học Hàn Quốc của chúng tôi. Park Sang Il cảm thấy vui mừng, cảm giác như đã thắng rồi. Tôi vừa rồi cố tình trì hoãn một chút. Hà Gia Vinh bây giờ cho dù là tiên hạ phàm, cũng đừng nghĩ cứu được lão già này. Lúc này, tôi đã tìm ra nguyên nhân bệnh của ông lão. Tôi lấy ra kim bạc, tôi châm những cây kim bạc lên người của ông lão. Chẳng mấy chốc cơ thể ông lão đã được chảy đầy những cây kim bạc như một con nhím. Sau đó, tôi lấy ra một cây kim lớn 4 in, nhắm chuẩn ngực của ông lão đâm mạnh xuống. Cây kim đâm thẳng vào. Ông lão ban đầu có khuôn mặt xanh xao, thân thể ông bỗng nhiên giật lên, miệng ông mở ra đột ngột, phát ra một âm thanh lờ mờ. Lồng ngực cũng bắt đầu di chuyển. Mặc dù chỉ yếu ớt, nhưng rõ ràng đã phục hồi hô hấp. Mọi người thấy điều kinh ngạc. Không ngờ việc tôi đâm kim thế này lại có hiệu quả kỳ diệu như thế. Không thể nào, hoàn toàn không thể. Lúc này, Park Sang Il đã trở nên tái mét, thực sự không thể tin vào mắt mình. Vài phút sau, ông lão rên rỉ một lần nữa. Hơi thở của ông cũng trở nên nhanh chóng hơn, mạnh mẽ hơn. Sau đó, ông lão từ từ mở mắt, phục hồi chút ánh sáng. Tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt trên mặt đất thật mạnh, hít thở dồn dập, như đã mệt đến cực điểm. Chúa ơi, cải tử hồi sinh, thật sự là cải tử hồi sinh. Thật là khó tin. Đúng là kỳ tích. Hà tiên sinh, anh đã tạo ra kỳ tích. Toàn thể đại diện y học Hàn đột nhiên xanh mặt. Đầu óc của Park Sang Il cũng kêu rền. Ông ta thực sự không ngờ Hà Gia Vinh có thể làm sống lại một người đã chết. Bộ trưởng y học Hàn gương mặt khó coi, lạnh lùng nhìn Park Sang Il. Bác sĩ Park, hãy tự mình giải thích với bộ y tế đi. Chào bác sĩ Park. Về thất bại bi thảm của y học Hàn lần này, ông cảm thấy thế nào? Bác sĩ Park, suốt thời gian này ông đều quảng cáo y học Hàn là đỉnh cao châu Á, nhưng hôm nay lại thua trước Trung y. Điều này có nghĩa là ông phải công nhận Trung y mới là đỉnh cao châu Á. Bác sĩ Park, nghe nói nhiều thứ y học Hàn học đều là bắt chước Trung y. Vui lòng trả lời một cách trung thực. Đối mặt với những phương tiện truyền thông, bác sĩ Park trở nên xanh mặt, đặt tay trước mặt, liên tục lặp đi lặp lại rằng không thể tiết lộ. Bộ mặt của y học Hàn đã bị Park Sang Il làm mất mặt. Ông ta chẳng còn mặt mũi trả lời. Theo thỏa thuận trước đó của chúng ta, ông nên trả lại thiên thánh đồng nhân cho hòa hạ. Bây giờ cũng là lúc ông đại diện cho y học Hàn xin lỗi Trung y của chúng tôi. Park Sang Il mặt nhếch nhác, nhìn thấy biểu hiện của ông ta, tôi biết ông ta không muốn thực hiện hứa hẹn của mình. Lui Si hoàng tử lập tức trở nên nghiêm trọng. Nếu ông có ý định thất hứa, thì tôi sẽ xuất hiện, vạch trần bộ mặt không biết xấu hổ của ông trước thế giới. Sao lại như vậy? Lui Si hoàng tử, anh hãy yên tâm, tôi sẽ chắc chắn tuân thủ thỏa thuận, thực hiện tất cả những gì tôi đã hứa.